bốn thực phẩm giàu protein tốt cho đường ruột. Khi nhắc đến thực phẩm tốt cho đường tiêu hóa, nhiều người nghĩ chúng thường chứa nhiều lợi khuẩn. Thực tế, nhiều món ăn giàu protein cũng ảnh hưởng tích cực đến hệ vi khuẩn đường ruột, có ích cho đường ruột. 1. Sữa chua Sữa chua là nguồn protein chứa các vi khuẩn sống có lợi như Lactobacillus acidophilus. Lợi khuẩn này được sử dụng để phục hồi sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột giảm triệu chứng tiêu chảy, viêm ruột, táo bón, hội chứng ruột kích thích. Sữa chua cũng còn chứa chất bột đường, chất béo, các muối khoáng, vitamin B và A. Mỗi người có thể thưởng thức sữa chua hoặc thêm chúng vào món bánh, sinh tố. Không nên ăn sữa chua khi đói và xem kỹ hạn sử dụng để bảo vệ sức khỏe. Hay, cá, cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mồi giàu axit béo omega 3. Những chất béo lành mạnh này có đặc tính chống viêm, có lợi cho hệ vi sinh vật bằng cách giảm viêm trong đường tiêu hóa. Cá hồi cũng chứa vitamin D, chất dinh dưỡng thiết yếu bảo vệ niêm mạc ruột khỏi viêm và tổn thương. Vì cá có nhiều axit béo omega 3, 6, 9 và chứa rất ít cholesterol xấu nên có thể giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, AHA, người không có tiền sử bệnh tim mạch nên ăn các loại cá khác nhau ít nhất 2 lần mỗi tuần. Vitamin A trong cá giúp mắt sáng khỏe, phòng tránh các bệnh về mắt. Lượng DHA dồi dào trong cá thúc đẩy não bộ phát triển, tăng khả năng ghi nhớ. Thành phần omega 3 có tác dụng lớn trong việc làm chậm quá trình lão hóa cơ thể. 3. Thịt da cầm. Thịt gia cầm cung cấp protein nạc, duy trì xương, cơ, da và tóc khỏe mạnh. Nguồn thực phẩm này chứa các axit amin như glutamin và chiptofan có tác dụng hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Ví dụ, chiptofan được chuyển hóa bởi vi khuẩn đường ruột thúc đẩy niêm mạc ruột khỏe mạnh, đồng thời giảm viêm. Thịt gà chứa hàm lượng beta carotene, lycopene, retinol có tác dụng tăng cường thị lực. Để cân đối, mỗi người không nên ăn quá nhiều thịt gia cầm trong một bữa ăn hoặc trong một ngày tránh ăn phần da và mỡ của thịt da cầm vì chúng chứa nhiều chất béo không lành mạnh. 4. Đậu Các loại đậu có nguồn chất sơ rồi dào thúc đẩy quá trình tiêu hóa đều đặn, góp phần tăng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Đậu là nguồn cung cấp prebiotic, cung cấp năng lượng, chất dinh dưỡng cần thiết cho các tế bào thành ruột. Chúng cũng hỗ trợ tạo nên hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn có hại, ngăn ngừa viêm đường ruột. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.